Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay, thứ Hai ngày 7 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc Facebook, YouTube đồng lõa kiểm duyệt với Đảng Cộng sản Việt Nam. Facebook và YouTube đang đồng lõa với Việt Nam trong việc kiểm duyệt và trấn áp trên quy mô công nghiệp, theo một báo cáo mới nhất của Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra. Báo cáo nhận định rằng các công ty công nghệ khổng lồ này cho phép mình trở thành những công cụ của các quan chức Việt Nam và trước mong muốn của các chế độ độc tài. Đây là hình ảnh bìa của báo cáo ân xá quốc tế mang tên Hãy để chúng tôi thở, công bố vào ngày 1 tháng 12 năm 2020. Báo cáo này dài 78 trang của tổ chức có trụ sở ở London, Anh Quốc, ghi lại sự trấn áp có hệ thống lên sự biểu đạt ôn hòa trên mạng ở Việt Nam, dựa trên hàng chục cuộc phỏng vấn với các nhà báo và nhà bảo vệ nhân quyền và những người hoạt động, bao gồm các cựu tù nhân lương tâm, luật sư, nhà văn, cùng các thông tin do Facebook và Google cung cấp. Trong thập kỷ vừa qua, quyền tự do biểu đạt đã nở rộ trên Facebook và YouTube ở Việt Nam. Phó giám đốc khu vực phụ trách các chiến dịch của Tổ chức Ân xá Quốc tế Minh Diêu Hân đã nói trong một thông báo của tổ chức này vào hôm 1 tháng 12 về báo cáo kể trên. Tuy nhiên, gần đây, nhà chức trách đã bắt đầu tập trung vào việc coi sự biểu đạt ôn hòa trên mạng là một mối nguy hiểm và hiểm họa đối với chế độ. Đại diện của Tổ chức Ân xá Quốc tế tại London cho rằng những diễn đàn này ngày nay đã trở thành những nơi săn lùng của các nhà kiểm duyệt, quân đội trên không gian mạng và những dư luận viên do nhà nước bảo trợ. Theo bà Minh, các nền tảng này không chỉ đơn thuần để điều tra xem điều gì đang xảy ra, họ đang ngày càng đồng lõa. Việt Nam với dân số khoảng 96 triệu người là một trong những thị trường béo bở của cả Facebook và Google, công ty đang sở hữu YouTube. Vào năm 2018, Facebook ghi nhận doanh thu gần 1 tỷ đô la, chiếm khoảng 1/3 doanh thu của mạng xã hội khổng lồ Mỹ ở Đông Nam Á. Trong khi đó, Google đã thu được 475 triệu đô la trong cùng thời gian này nhờ vào quảng cáo trên YouTube ở Việt Nam. Facebook cho đến nay là nền tảng phổ biến và kiếm lợi nhiều nhất ở Việt Nam, theo Phó Giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng như vậy. Các doanh nghiệp có nghĩa vụ tôn trọng nhân quyền dù hoạt động ở đâu trên thế giới và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Trong nửa đầu năm 2020, Facebook đã tuân thủ theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam trong việc hạn chế 834 bài đăng tải. Đây là hình ảnh ông chủ Facebook Mark Zuckerberg trong một phiên điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ. Tương tự, Google cũng nhận được 74 yêu cầu xóa chỉ trích chính phủ trong nửa cuối năm 2019, tăng từ 44 yêu cầu trong nửa đầu năm. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết như vậy. Và điều này bao gồm yêu cầu xóa hơn 3.000 video chỉ trích Đảng và Chính phủ. Báo cáo minh bạch bán niên của Facebook cho biết con số này là một bước nhảy vọt so với 121 đăng tải mà công ty mạng xã hội có trụ sở tại California đã gỡ xuống theo yêu cầu của Hà Nội trong cùng khoảng thời gian 6 tháng vào năm ngoái. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, sự gia tăng kiểm duyệt này của Facebook một phần do nỗ lực của chính quyền Việt Nam nhằm bịt miệng mọi cuộc thảo luận về vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm, một xung đột gây gắt về quyết định của quân đội trong việc xây dựng một sân bay trên khu đất mà người dân làng này tuyên bố thuộc sở hữu của họ. Vào hồi tháng 4, cũng theo Reuters cho biết, Facebook đã đồng ý tăng cường tuân thủ các yêu cầu kiểm duyệt từ chính phủ Việt Nam và sau khi công ty này bị chính quyền cố ý làm chậm lượng truy cập bằng cách cắt mạng, bóp băng thông. Tháng 8 vừa qua, Việt Nam lại một lần nữa yêu cầu Facebook siết chặt kiểm duyệt hơn nữa để hạn chế các đăng tải có tính phê bình. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng quyết định này có thể gây hậu quả toàn cầu sâu rộng vì các chính phủ đàn áp khác có thể áp dụng các chiến lược tương tự. Nhà báo tự do Trương Châu Hữu Danh đang nhân trang Facebook về một vụ được cho là bê bối tham nhũng ở Việt Nam, nhưng sau đó được thông báo rằng các bài đăng của ông bị hạn chế ở Việt Nam do các hạn chế pháp lý địa phương. Ông cũng không được cung cấp bất kỳ cách nào để tranh cãi lại điều này, nhà báo Trương Châu Hữu Danh chia sẻ. Đây là hình ảnh theo trang thống kê newblogcast.com tại Việt Nam, năm 2020 có tới 70 triệu người dùng tính đến tháng 11 năm 2020, chiếm 71% toàn bộ số dân số. Vậy, so với năm 2019, số lượng người đã tăng lên rất nhiều.
đó là 25 triệu người và tương đương tăng với tỷ lệ 55,6%. Đầu tháng này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã nói tại một buổi phỏng vấn ở Quốc hội rằng Facebook và Google đã tăng tỷ lệ chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam với việc thực hiện lần lượt khoảng 70% và 85% trong số 100 yêu cầu của chính quyền Hà Nội. Mark Zuckerberg, người sáng lập và điều hành Facebook, trong một buổi điều trần ở Quốc hội Mỹ vào hôm 17 tháng 11 thừa nhận rằng công ty của ông đã tuân thủ theo luật pháp địa phương của các quốc gia khác nhau mà họ đang hoạt động. Ông Zuckerberg bị Thượng nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn cáo buộc là ưu tiên lợi nhuận hơn nguyên tắc khi bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng theo lệnh của các chính phủ nước ngoài. Người phát ngôn của Facebook đã nói với đài BBC tại London như sau: "Không phải lúc nào chúng tôi cũng đồng quan điểm với các chính phủ về các vấn đề như tự do ngôn luận và tự do biểu đạt, kể cả ở Việt Nam, nhưng chúng tôi nỗ lực làm việc để bảo vệ quyền này trên toàn thế giới. Trong vài tháng qua, chúng tôi đã phải đối mặt với nhiều áp lực từ chính phủ Việt Nam trong việc hạn chế nhiều nội dung hơn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm mọi cách để đảm bảo rằng các dịch vụ của chúng tôi vẫn hoạt động để mọi người có thể tiếp tục thể hiện bản thân." Cô kể thì tuyên bố trong một văn bản gửi cho Tổ chức Ân xá Quốc tế rằng họ sử dụng cách tiếp cận ít hạn chế nhất để xóa nội dung bằng cách chặn nội dung trong những khu vực pháp lý liên quan, trong khi vẫn cung cấp nội dung đó ở các khu vực pháp lý khác trên toàn cầu. Bất chấp những cải cách kinh tế lớn và sâu rộng ở Việt Nam, Đảng Cộng sản cầm quyền vẫn giữ một kiểm soát chặt chẽ đối với các phương tiện truyền thông và hạn chế nghiêm ngặt không gian cho các ý kiến bất đồng và tự do ngôn luận. Việt Nam hiện xếp hạng 175 trên tổng số 180 quốc gia trên bảng chỉ số tự do báo chí trên thế giới của năm 2020. Đây là hình ảnh tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã bị giam giữ hơn 11 năm 6 tháng với án tù 16 năm. Mới đây, ông tuyên bố sẽ tuyệt thực đến chết với lời nhắn rằng: "Hãy tận dụng sự ra đi của tôi để đẩy cuộc đấu tranh này đến cùng trong năm nay và năm sau." Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng cho biết trong báo cáo đề ngày 30 tháng 11 rằng Việt Nam hiện đang giam giữ 170 tù nhân lương tâm với 69 người ở đó đang bị cầm tù chỉ vì hoạt động ôn hòa của họ trên mạng xã hội. Con số này, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, là một sự tăng cao đáng kể so với số lượng tù nhân lương tâm mà tổ chức này ước tính đã bị tạm giam trong năm 2018 ở Việt Nam và là con số kỷ lục mà Tổ chức Ân xá Quốc tế nhận được ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam từ Hà Nội luôn nói rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam và chính quyền chỉ giam giữ những người vi phạm pháp luật mà thôi. Theo báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế, các nhà hoạt động trong nước báo cáo hành vi quấy rối trên mạng xã hội và ngoài đời thực. Ngoài những lời nói bị đe dọa bỏ tù, những người bảo vệ nhân quyền cho Tổ chức Ân xá Quốc tế hay là họ đã bị cảnh sát đánh đập và tra tấn công bởi các nhóm không xác định. Trên mạng thì họ phải đối mặt với sự quấy rối của những kẻ xấu ủng hộ chính phủ, được cho là lực lượng 47 của Việt Nam, bao gồm khoảng 10.000 dư luận viên thuộc nhóm tình nguyện đấu tranh trên không gian mạng để phản bác quan điểm mà chính quyền cho là sai trái. Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng nói trong báo cáo rằng các công ty khổng lồ của Mỹ đã không nỗ lực đầy đủ để kháng cự lại áp lực từ chính quyền Việt Nam trong việc kiểm duyệt các nội dung đăng tải. Phó giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế Minh cho rằng tiền lệ được đặt ra bởi sự đồng lõa này là một đòn giáng nặng nề lên quyền tự do ngôn luận trên toàn thế giới. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông của Việt Nam. Như bao nhiêu người khác, nhà báo Trần Nhật Minh sử dụng mạng xã hội Facebook, YouTube của hãng Google hàng ngày để cập nhật thông tin, bình luận và diễn biến thời sự, và đặc biệt để chia sẻ thông tin khó tìm được trên báo chí nhà nước Việt Nam. Nhiều nội dung anh đăng tải trên các trang cá nhân của bản thân đã từng bị tháo gỡ, tấn công hay bị người khác báo cáo vi phạm quy định. Những loại quấy rối này, anh Nhật nói, xảy ra ít nhiều, tùy thuộc theo giai đoạn, nhưng anh cho là gần đây là giai đoạn có thể nói là gay gò nhất. Kỳ đại hội 13 sắp tới đây là cái chủ đề họ coi là cấm kỵ và nhạy cảm. Anh Trần Minh Nhật quản trị trang cá nhân trên trang Facebook và kênh Vote Thời TV trên trang YouTube từ 3 năm nay. Anh đã chia sẻ từ tháng 10. Trở đi, anh liên tục phải nhức đầu vì hai trang này bị người khác tìm cách báo cáo nội dung anh đăng tải, quy định của trang. YouTube thì tôi cũng có một trang để nói về các vấn đề thời sự, xã hội, bình luận về những sự kiện chính trị là chủ yếu. Mới nhất bên YouTube đã thông báo cho tôi có lẽ khoảng hơn 100 cái video bị chặn tại quốc gia, tức là bị block không cho xem ở Việt Nam. Mà cái này đã được bên Google xác nhận là do bên phía nhà cầm quyền Việt Nam
yêu cầu. Anh Trần Nhật Minh nhấn mạnh, ngoài sự đồng lõa của công ty công nghệ khổng lồ, chính quyền Việt Nam còn có cả một lực lượng dư luận viên và đội quân không gian mạng như lực lượng 47, không kể các nhà cung cấp dịch vụ Internet nằm dưới sự điều hậu của nhà nước, anh nói tiếp. Ví dụ như trường hợp có một lần FTP của cơ quan điện lực viễn thông rồi BH Media có trụ sở tại Hà Nội và đài truyền hình, Nhân Dân đã báo cáo tài khoản của tôi. Họ báo cáo lếu láo và sau đó thì tôi mất cả hàng tháng trời để mà khiếu nại bên Google, tức là phải đưa ra các khiếu nại về pháp lý với họ. Cuối cùng họ đã bị thua. Đây là hình ảnh ông Trần Minh Nhật và kênh YouTube Voter TV. Nó chứng tỏ rằng họ lợi dụng những lỗ hổng về mặt kỹ thuật, những tiêu chuẩn cộng đồng hay những vấn đề về kỹ thuật để kiềm chế, hạn chế tiếng nói và thậm chí là muốn xóa bỏ tiếng nói của tôi trên các mạng xã hội. Tôi cũng xin chia sẻ rằng vì tôi khá am hiểu về một số kỹ thuật toán của Facebook và YouTube nên những bài viết, những video của tôi có chất lượng tương tác rất là lớn, lượt xem đến hàng trăm ngàn người. Vì vậy nên tôi coi đó là một mối nguy, và cụ thể gần đây nhất là Đài Truyền hình Việt Nam cũng nêu tên tôi trên TV và nói rằng đây là những kênh với nội dung phản động. Họ xác định kênh của mình như thế đối với đội quân mạng, gọi là dư luận viên hay lực lượng 47, và tập trung với số lượng lớn và báo cáo liên tục. Anh cho biết khi tài khoản của anh bị báo cáo hàng loạt thì tự dưng YouTube hay Facebook đã chế tài tại trang của anh để xem xét. Và cho dù anh đã khiếu nại thành công với sự hỗ trợ từ các tổ chức tự do trên Internet, nhưng phải mất nhiều tháng trời không hoạt động được và mất một phần thu nhập từ quảng cáo trên những video của anh. Anh nhận xét nhiều người không am hiểu về mặt kỹ thuật hoặc không kiên nhẫn sẽ bỏ cuộc hoặc tự kiểm duyệt nội dung của mình trước khi đăng. Các nhà quan sát tình hình nhân quyền và tự do ngôn luận cho rằng hệ quả từ chính sách của Google và Facebook còn có nguy cơ lan rộng ra toàn cầu. Ông Michel Kleinman, Tổ chức Ân xá Quốc tế, cảnh báo rằng các chế độ đàn áp tự do trên thế giới đang quan sát Việt Nam như một điển hình tiền phong trong việc kết hợp với các công ty công nghệ để củng cố chế độ kiểm duyệt của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 7 tháng 12 năm 2020 với bản tin Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc Facebook, YouTube đã đồng lõa với sự kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.